cáo miêu của truyền thông Nam thì Mộc xin trả lời bạn như sau. Cháu bị viêm dính khớp, chú có cách nào giúp cháu với? Cháu tốn bao nhiêu tiền rồi không đi đại được? Thì dính khớp là một chứng bệnh liên quan đến rất nhiều vấn đề, đặc biệt là thận yếu, gan nóng, tỳ yếu, rồi thì lục phủ ngũ tạng nó rất mất cân bằng, và cách chữa trị rất cần nhiều thời gian, đặc biệt là vận động thì cần phải gì ạ, phải không đi được thì cố gắng lên bò. Thì với những bệnh nhân này điều trị thì thường là rất mất thời gian, và thường là những cái bệnh nhân này có cái triệu chứng là bỏ cuộc. Chữa thì đương nhiên rồi, cái chị đã tìm ra rất là nhiều phương pháp nhưng mà không đỡ được, thì nó nguyên nhân nó nằm ở đâu? Nguyên nhân là thầy thuốc, thì khi mà chẩn bệnh, đặc biệt là khi tìm ra nguyên nhân thì đưa ra phương pháp, thì các anh chị nên cố gắng tập luyện theo. Và cái phương pháp mà chữa những cái dính khớp, viêm khớp, dính khớp này thì đầu tiên phải cần đó là tập luyện. Một là ngủ sớm, hai là uống đủ nước, đặc biệt là bò nhiều. Vì các anh chị có cảm nhận rằng là khi mà phòng khám đưa ra thì nó rất là nhẹ nhàng, đơn giản thôi, nhưng mà em phải nói thật với các anh chị, các bạn là khi các anh chị bò nó kỳ diệu, nó nằm ở cái chỗ là nó làm cho vận hóa, đặc biệt nó sắp xếp lại lục phủ ngũ tạng và cái sống lưng, nó sắp xếp lại rất là ok. Cho nên là với những cái chứng bệnh này thì đầu tiên thì cần phải tìm nguyên nhân, ví dụ như là thận yếu hoặc là đại tràng kém thì phải điều trị sớm. Hai đó là gan nóng cực nhiệt hoặc là thức đêm nhiều hoặc là mất ngủ thì phải điều trị được, làm theo được ngủ sớm được. Và cái thứ ba là tập luyện. Sáng bò 15 phút, chiều kéo gối 15 phút và bò 15 phút. Và muốn nhanh thì bạn liên hệ trực tiếp đến phòng khám để hỗ trợ dùng thuốc. Thì phải có thuốc nữa vào và dắt thì mới ổn được. Ví dụ như tỳ yếu, không ăn uống được, không kiện vận được, thì cơ thể suy nhược, không đủ vi chất. Cơ thể suy nhược thì khả năng hồi phục có chậm. Và cuối cùng là gì ạ? Khi mà chữa bệnh thì cần phải đủ 3 yếu tố. Một là tinh, hai là khí, ba là thần. Tinh là gì? Là ăn uống, đưa những cái chất nào vào để phù hợp, hấp thụ vào để làm cho kiện vận được. Và khi mà tập luyện thì mạnh về khí, mạnh về cơ. Và cái thứ ba đó là tinh thần. Tinh thần, cái này rất là quan trọng, đó là tinh thần. Có nhiều người mà lúc nào cũng u uất, trầm cảm vì đau quá nhiều, thì tinh thần thì không được reset lại, nghĩa là không được lập lại một cái quá trình, lập lại cái trình tự của cơ thể, kể cả trí não, thì chữa bệnh này cũng rất là chậm. Cho nên liên hệ sớm. Xin chào.